Cái thứ nhất, đấy chính là trang thiết bị. Muốn câu cá thì mấy ông cần phải có cần câu đúng không? Không quan tâm xin ra ở Việt Đít hay là con đũa nghèo khỉ, thì bạn nên có PC hoặc điện thoại để có thể tiếp cận vào các phần mềm thiết kế. Thăm ngàn. Và mình cũng biết là bây giờ có thể dùng smartphone để edit video, nhưng mà mình thấy không hứng thú với cái này cho lắm bởi vì nó còn rất là nhiều hạn chế. Cái thứ hai nữa đấy chính là định hướng. Mấy ông cần phải biết là mấy ông muốn làm gì trước cái đã, rồi hãng tính tới hướng đi của bản thân. Nếu như muốn làm quen video clip dạng animation và liên quan tới hiệu ứng chuyển động thì tốt nhất là hãy hướng bản thân mình thành dạng motion graphic designer. Nếu bạn muốn hướng tới editor vlog, video stream, hướng tới những việc làm editor phổ thông thì hãy học edit video cơ bản, nó để rẫy ở trên mạng và rất dễ nắm bắt. Mình sẽ gợi ý từ khóa tìm kiếm, đấy chính là video edit for beginners. Khi mà biết được hướng đi rồi thì hãy cố gắng theo đuổi nó cho tới khi cảm thấy đủ, rồi hãy ứng dụng nó vào nhu cầu của các bạn. Cái thứ ba nữa đấy chính là kỹ năng mềm. Nó là kỹ năng giúp bạn tiếp thu thông tin và thứ bổ trợ cho công việc của bạn tốt hơn. Trong ngành thiết kế đồ họa thì kỹ năng tìm kiếm thông tin là kỹ năng cần có nhất cho các dân thiết kế. Vì sao? Vì khi thiết kế sẽ có những thứ mà bạn chưa học qua hoặc những footage mà bạn muốn tìm kiếm. Và bạn phải tìm từ khóa đúng với nội dung những gì mà mình cần học và những footage đúng những gì mà mình cần tìm. Một điều nên nhớ là hãy tìm đúng từ khóa và chọn lọc từ ngữ để ra thứ mà mình cần tìm nhé. Và thêm một cái trong kỹ năng mềm nữa đấy chính là cần phải biết thêm một chút tiếng Anh cơ bản nữa. Chắc không phải là kỹ năng mềm đâu nhỉ. Bạn phải có ít nhất một vốn từ tiếng Anh cơ bản nhất để có thể tìm kiếm thông tin như lúc nãy mình đã đề cập đến. Bởi vì tất cả phần mềm edit hay thiết kế đồ họa nói chung, mặc định ngôn ngữ đều là tiếng Anh rồi. Trên 90% các hướng dẫn phần mềm, các footage thông dụng và các plugin đều là tiếng Anh cả. Nên các bạn hãy cố gắng học một ít tiếng Anh để việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng hơn nhé. Nhân tiện luôn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng học tiếng Anh rất tốt và đáng tin cậy. Đấy chính là ứng dụng Zeus Dictionary. Zeus Dictionary là một ứng dụng từ điển miễn phí và sở hữu đầy đủ tính năng của một ứng dụng từ điển, như là dịch văn bản này, dịch thông qua ảnh chụp, dịch hội thoại, kiểm tra ngữ pháp, và đặc biệt nhất đấy chính là tính năng Magic Translate, là chức năng mà bạn có thể sử dụng để dịch một từ nào đó trong một ứng dụng bất kỳ. Ví dụ ở đây mình sử dụng chức năng Magic Translate cho Among Us chỉ bằng việc kéo thả bong bóng từ điển vào đoạn mà bạn cần dịch, và ứng dụng sẽ tự dịch nó ngay trên trò chơi của bạn. Việc này khá là tiện cho mình vì trong khi quá trình nghiên cứu các tựa game, mình hay gặp những từ tiếng Anh khá là chuyên môn. Và với chức năng này thì nó đã giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mình sẽ để link tải ứng dụng ở phần mô tả để các bạn có thể tự trải nghiệm nó nhé. Đối với bản thân mình thì mỗi phần mềm đều có ưu nhược điểm riêng, độ khó khác nhau, công dụng cũng phân chia rõ ràng. Mình tiết kiệm phần mềm biên tập đầu tiên để chính là Vegas Pro. Với giao diện tối ưu và dễ dàng thao tác thì mình luôn ưu tiên nó cho việc biên tập clip thô, bắt nhịp hình ảnh và âm thanh. Nó còn tốt hơn hẳn so với các phần mềm biên tập cơ bản khác như là Premiere, Final Cut. Sau khi thành thục cơ bản phần mềm này thì mình chuyển sang thêm phần mềm khác để bổ trợ. Đấy chính là After Effects. After Effects chính là phần mềm xử lý hậu kỳ phổ biến nhất hiện tại, cũng khá khó tiếp cận và yêu cầu cấu hình mện để xử lý trơn tru. Nhưng mà khi tiếp thu được lượng lớn kiến thức và xử lý được nhiều tác vụ trong phần mềm này thì đồng nghĩa với việc bạn đã là một editor có đủ kinh nghiệm để làm việc ở nhiều môi trường rồi. Một editor cơ bản và phổ thông nhất thì cần một phần mềm biên tập và một phần mềm xử lý hậu kỳ. Nên đối với mình thì combo này gần như đủ 90% nhu cầu công việc của mình rồi. Mình tiếp xúc với khái niệm edit video vào năm 2012 và có 3 thứ đã thu hút mình tới việc làm editor. Kiểu video thứ nhất đấy chính là lyric video slideshow. Những hình ảnh chạy slide về nhau ở phần background này và ở dưới là dòng lyric. Và tại thời điểm đó thì có rất là nhiều người thích cái dạng video như thế này, như là các dân chơi làng Pro VIP thời đấy. Kiểu lấy le bằng yêu bằng mấy clip slide rồi đây là tất cả nỗi lòng mà CK dành tặng cho VKB lâu nay ấy. Nhằm bắt thời cơ thì thời điểm đó nở rộ các dịch vụ edit slider ảnh theo yêu cầu, subtext hoa bướm lá cải các thứ. Tất nhiên là mình cũng từng có dịch vụ y hệt như vậy, tại vì nói dễ kiếm tiền mà. Dạng content video thu hút mình tiếp theo để chính là AMV, viết tắt cho từ Anime Music Video hoặc là Weibo Music Video. Dạng content này bây giờ thì chắc nhiều người cũng biết rồi, như là các Weibo chùa. Ở dạng content này thì cũng khá phong phú và vẫn phát triển đến tận bây giờ, kiểu còn Weibo là còn AMV ấy. Và tất nhiên là mình cũng là một Weibo chùa tại thời điểm đó. Cái thứ ba là thứ mà mình thích nhất và gắn bó lâu nhất, để chính là edit video game. Nó không có khái niệm rõ ràng, nhưng mà nó là một dạng edit khá là hardcore, bởi vì nó khác so với tất cả những dạng edit còn lại. Và khoảng năm 2015 tới 2017, mình thường xuyên edit những clip ngắn dưới 1 phút như vậy. Một phút Tết hoặc một cinematic tối thiểu để edit của mình vào lúc đó năm khoảng 240 tới 600 fps, có thể slow motion thời gian thực tới 10%, và việc record video thực sự tốn rất là nhiều công sức. Và ở đó có một cái khá hay ở phần mềm Sony Vegas, đấy chính là Velocity. Để dễ hiểu thì nó chính là một dạng chỉnh vận tốc thời gian theo biểu đồ vector, thứ mà Adobe Premiere hay After Effects đều không có. Ở cả hai phần mềm đó chỉ có cái gọi là Time Remap, tất nhiên là nó không hiệu quả bằng rồi. Dạng edit này giúp mình cải thiện việc xử lý hậu kỳ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì trong một phân cảnh có thể phải sử dụng ít nhất từ hai hiệu ứng trở lên, từ đơn giản tới phức tạp. Trong khoảng thời gian làm content đó, mình có quen một người khá là giỏi về mạng VFX, đấy chính là Agao. Agao
YouTuber này hay stream và trao đổi với mình rất là nhiều. Và mình cũng từ đó và tiếp cận được tới các phần mềm phức tạp hơn như là Maya, C4D và Unreal Engine 4. Và cũng làm được vài cái cũng hay. Thường thì các tâm chiêu mới có thể học theo hai cách. Cách đầu tiên đấy chính là tự học, tự thực hành, tự làm, tự ăn. Nếu bạn thực sự đam mê nó thì việc tự học sẽ giúp bạn kích thích việc tìm tòi và khám phá hơn. Bạn có thể học từ các clip trên YouTube, từ các gói video mà các học viện thiết kế vô danh bán với giá từ 300 tới 2 triệu. Từ trước tới giờ thì mình vẫn tự học và không cần người chỉ dạy. Và nó tạo được sự khác biệt từ mindset cho đến cách giải quyết các vấn đề setup trong thiết kế. Nhưng việc tự học sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và ứng dụng lên công việc của mình. Cách học này hầu như là free, nên nó sẽ phụ thuộc vào việc bạn có tài tới mức nào và sự kiên trì của bạn ra sao. Có những tutorial mình mất gần 12 giờ real time để có thể học và đạt được nó. Nên thức đêm đối với mình là chuyện rất là bình thường. Cách thứ hai đấy chính là học ở các trung tâm đào tạo, các arena có tiếng và chất lượng, điển hình như là FPT Arena Multimedia. Nhiều bạn của mình học tại trường này và recommend những trường như thế này mang khá là nhiều kiến thức giá trị, trừ việc trang thiết bị khá là củ chuối và học phí còn khá là cao. Nhưng việc học ở những môi trường như thế này sẽ giúp bạn cải thiện toàn diện về mọi ngóc ngách trong thiết kế, đặc biệt là tư duy sáng tạo. Đấy là hai cách học mà mình vừa mới nói. Tùy vào hoàn cảnh và sở thích thì bạn có thể chọn một trong hai cách. Năm năm cấp 1 mình học luôn được điểm kèm, nhưng việc tách biệt mình khác khỏi những người khác để chỉ là sự kiên trì. Mình luôn tập trung ngồi một chỗ để gắng tiếp thu bài học, mặc dù mình là người dễ bị phân tâm. Các cô giáo chủ nhiệm thì luôn cưng mình vờ lờ vì mình rất là siêng học, và tất cả đều có một nhận xét chung về mình, đấy là câu mặc dù em học ngu nhưng mà được cái siêng năng, kiểu vừa đấm vừa xoa ai, nhưng mà cần cù cũng sẽ bù cái ngu thôi, cố lên nha. Lúc đấy mình đã nhận thức được tính kiên trì mang lại rất nhiều lợi ích lên bản thân mình. Mình học nhiều tới mức điểm thi học kỳ 2 năm liên tiếp môn toán cấp 2 của mình đều đạt được điểm tối đa nhờ sự tập trung cao điểm. Tương tự với môn lý và anh văn, mình cũng đạt tổng kết trên 9 điểm. Vậy là mình phải quyết tâm và học thật tốt để sau này có một công việc thật tốt và ổn định, vô lo vô nghĩ. Và tới năm lớp 10 mình quyết định nghỉ học đi làm ăn xa vì mẹ mình gặp khó khăn về kinh tế không lo cho gia đình được. Đời mà.